Chào mừng các bạn đến với bản tin sáng ngày 5 tháng 6 trên kênh của bình luận viên Anh Quang News. Sau một ngày thứ bảy rất sôi động thì các tin tức vào chủ nhật cũng đã đem lại cho khán giả những cung bậc cảm xúc thật đặc biệt. Vậy chi tiết những thông tin đó là gì? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Phải đến làm khách trên sân của Celta Vigo ở vòng hạ màn La Liga và Barcelona đã có một trận đấu vô cùng vất vả. Ông lớn xứ Catalan để đội chủ nhà chọc thủng lưới cuối hiệp 1 và 1-0 cũng là kết quả của 45 phút đầu tiên. Thời gian sau đó tiếp tục diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho thầy trò huấn luyện viên Xavi khi Celta Vigo có pha lập công nhân đôi cách biệt ở phút thứ 65. Điều này buộc Blaugrana phải dồn lên tấn công nhưng tất cả những gì mà họ có được chỉ là bàn thắng danh dự của Ansu Fati. Chung cuộc Barcelona đã kết thúc mùa giải bằng trận thua 1-2 tương đối bất ngờ. Được thi đấu trên sân nhà trong cuộc đấu với Athletic Bilbao nên Real Madrid đã nhập cuộc vô cùng quyết tâm. Tuy vậy, Kane trắng lại là bên thủng lưới trước sau khi Oihan Sanchez lập công cho đội khách ở phút 49. Thế nhưng với đẳng cấp của mình thì đoàn quân huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã có được bàn gỡ hòa đầy cảm xúc của Karim Benzema trên chấm 11m ở phút thứ 72. Một điều cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu và kết quả này đã giúp Real Madrid giành ngôi Á quân khi La Liga mùa giải này khép lại. Phải đến làm khách trên sân của Villarreal trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, Atletico Madrid đã có 90 phút không hề dễ dàng. Theo đó, đoàn quân của Diego Simeone đã để Nicolas Jackson chọc thủng lưới ngay đầu hiệp 1 và phải rất nỗ lực mới có được bàn gỡ hòa phút thứ 18. Được biết, Angel Correa là người lập công trong tình huống này và cũng chính nhân tố 28 tuổi đã đưa lỗ Rodri Blancos vượt lên ở phút 56. Tuy vậy, cuối cùng thì Atletico Madrid vẫn không giữ được chiến thắng khi họ để đội chủ nhà gỡ hòa 2 đều ở những phút bù giờ của trận đấu. Đây cũng là kết quả cuối cùng của cuộc thu hùng này và điều này đồng nghĩa với việc thầy trò Diego Simeone đã kết thúc mùa giải năm nay với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga. Chỉ phải gặp một đội bóng dưới cờ là Sampdoria trong trận đấu hạ màn của Serie A nên Napoli đã có một cuộc đối đầu tương đối dễ dàng. Theo đó, Victor Osimhen là người đã mở tỷ số trước khi Giovanni Simeone nhân đôi cách biệt cho nhà đương kim vô địch Serie A. Đây cũng là pha lập công cuối cùng của trận đấu này và chiến thắng 2-0 này đã giúp Napoli kết thúc mùa giải với 90 điểm sau 38 vòng đấu. Phải đến làm khách trên sân của Udinese trong trận cầu đêm qua, nhưng Juventus đã nhập cuộc vô cùng quyết tâm. Điều này giúp lão bà thành Turin mở được tỷ số ở phút 68 sau pha lập công của Federico Chiesa. Thời gian sau đó chứng kiến việc các chân sút hai bên liên tiếp phung phí các cơ hội và chiến thắng tối thiểu dành cho Juventus là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Được chơi trên sân nhà trước một đối thủ dưới cờ là Verona, nhưng AC Milan đã có một cuộc đấu không hề dễ dàng. Rossoneri phải đợi đến phút 45+2 mới có được bàn mở tỷ số do công của Giroud. Thế nhưng đội khách cũng cho thấy sự kháng cự vô cùng đáng khen khi có được bàn gỡ hòa một đều phút 72. Tuy vậy, AC Milan vẫn là câu lạc bộ bản lĩnh hơn và đội chủ sân San Siro đã có liền hai bàn thắng của Leao trong thời gian sau đó để ấn định chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục. Tin nóng giữa đêm khi một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam là Nguyễn Quang Hải sẽ chính thức rời Pau FC sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Được biết, hợp đồng của đội bóng nước Pháp và ngôi sao tuyển Việt Nam có một năm nữa mới đáo hạn nhưng hai bên đã đạt được thỏa thuận chia tay sớm. Thông tin trên được phía ekip của cầu thủ 26 tuổi xác nhận và giờ là lúc cựu sao của câu lạc bộ Hà Nội tìm kiếm một bến đỗ mới trong sự nghiệp của mình. Như vậy là một trong những câu hỏi lớn nhất của làng túc cầu trong tuần vừa qua cũng đã có lời giải khi Karim Benzema sẽ chính thức rời Real Madrid sau khi mùa giải năm nay khép lại. Thông tin trên đã được chính đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha xác nhận. Bây giờ là lúc họ dành những lời tri ân cho lão tướng người Pháp. Được biết, nhiều khả năng bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của chân sút 35 tuổi sẽ là một đại gia ở Ả Rập Xê Út. Theo đó, Benzema được đồn đoán sẽ bay sang châu Á vào tuần này để lắng nghe những lời đề nghị dành cho mình. Thêm một thông tin liên quan đến Real Madrid thì danh tính tân đội trưởng của Kênh Trắng cũng đã được xác nhận. Theo đó, sau khi Benzema rời khỏi Bernabeu thì tấm băng thủ quân nhiều khả năng sẽ được trao lại cho lão tướng Luka Modric. Được biết, tương lai của ngôi sao người Croatia là tương đối rõ ràng khi cầu thủ này sẽ gắn bó với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thêm ít nhất một mùa giải nữa.
Việc Manchester United theo đuổi hậu vệ Kim Min-jae của Napoli đã được xác nhận từ lâu và giờ là lúc các diễn biến tiếp theo của thương vụ này được bật mí. Theo đó, các thông tin mới nhất cho rằng Quỷ Đỏ đã có hai cuộc gặp khá tích cực với ekip của ngôi sao người Hàn Quốc và một vài cuộc thảo luận mới cũng đã được lên lịch. Thậm chí mức lương mà đội chủ sân Old Trafford đề nghị cho nhân tố 26 tuổi cũng đã được làm rõ là rơi vào khoảng 6-7 triệu euro một mùa cộng với các khoản phụ cấp. Manchester United vừa thất bại trong trận chung kết FA Cup và sự quan tâm của nhiều cổ động viên Quỷ Đỏ hiện đã chuyển sang việc đổi chủ của ông lớn nước Anh. Tuy vậy, rất có thể quá trình này còn lâu mới kết thúc khi một thành viên của bộ sậu đội chủ sân Old Trafford là Avram Grazer vừa rất lạnh lùng bỏ đi khi được hỏi về quá trình bán lại câu lạc bộ. Do vậy, nhiều khả năng những Manusian sẽ phải chờ thêm để biết được các cập nhật tiếp theo về ông chủ mới của Quỷ Đỏ. Chỉ 24 tiếng sau khi tung ra thông báo chia tay Real Madrid, thì biến động tiếp theo của Marco Asensio cũng đã được xác nhận. Theo đó, ngôi sao 27 tuổi sẽ là người của nhà đương kim vô địch Ligue 1 Paris Saint-Germain từ mùa giải mới. Được biết, chuyên gia săn tin Fabrizio Romano đã hưu ghi gâu thương vụ này và thời hạn của bản giao kèo sẽ là 4 năm. Theo một thông tin liên quan đến Paris Saint-Germain thì Marco Asensio nhiều khả năng sẽ không phải là bom tấn duy nhất trong hè này của ông lớn nước Pháp. Theo đó, sau khi thương vụ của ngôi sao người Tây Ban Nha hoàn tất thì đội chủ sân công viên các hoàng tử đang muốn đẩy nhanh quá trình chiêu mộ một cái tên chất lượng khác là Bernardo Silva. Được biết, một bản hợp đồng đã được chuẩn bị và nhà vô địch Ligue 1 dự kiến sẽ đưa ra lời đề nghị với Manchester City trong vài tuần tới. Atletico Madrid dường như không có ý định sử dụng João Félix trong mùa giải mới và đang có kế hoạch chuyển nhượng ngôi sao người Bồ. Một vài biến nỗ tiềm năng đã được nhắc đến và thậm chí vài ngày trước, huấn luyện viên Diego Simeone còn nhắc tên Barcelona trong một câu trả lời về học trò của mình. Tuy vậy, theo các thông tin mới nhất thì ông lớn xứ Catalan chưa có ý định chiêu mộ Félix và nhiều khả năng ngôi sao này cần tìm đến những lựa chọn khác cho sự nghiệp của mình. Đội tuyển Đức vừa tung ra bản danh sách tập trung và một trong những sự vắng mặt đáng tiếc nhất đã thuộc về ngôi sao Serge Gnabry của Bayern Munich. Tuy vậy, theo tờ Bild thì nguyên nhân khiến cho cầu thủ hùng xám xứ Bavaria phải ở nhà không nằm ở chuyên môn mà là do các vấn đề về thể trạng. Theo đó, Gnabry được cho là bị đau ở cổ chân và việc này đã diễn ra trong vài tuần gần đây. Thậm chí các đồn đoán còn cho rằng nhân tố 27 tuổi đã phải mạo hiểm chơi vài trận cuối mùa cho Bayern Munich do đội bóng này bị thiếu vắng về mặt lực lượng. Liverpool đang tăm tia hàng loạt cái tên chất lượng và mới đây báo chí vừa tìm ra thêm một cầu thủ nữa lọt vào tầm ngắm của lữ đoàn đỏ. Theo đó, ngôi sao Federico Chiesa của Juventus đang được The Kop tìm hiểu và đội bóng này bỏ ngỏ khả năng chiêu mộ nhân tố người Ý. Thậm chí mức giá của cầu thủ 25 tuổi cũng đã được xác định là sẽ rơi vào khoảng gần 40 triệu bảng. Lionel Messi là một trong những cái tên có sức ảnh hưởng lớn nhất của thế giới bóng đá và không thể phủ nhận việc có rất nhiều người đã theo dõi Paris Saint-Germain trong thời gian vừa qua chỉ là do ông lớn nước Pháp sở hữu chủ nhân 7 quả bóng vàng trong đội hình. Việc này dẫn đến một hệ quả tất yếu là khi El Puga chia tay sân công viên các hoàng tử thì cũng có một lượng fan theo đó mà rời bỏ ông lớn nước Pháp. Nhận định trên không hề là võ đoán khi chỉ trong 48 tiếng qua thì lượng người follow trên Instagram của Paris Saint-Germain đã giảm tới hơn 600.000 và con số này đang có chiều hướng ngày càng tăng lên. Dù cho mùa giải mới kết thúc nhưng các fan Real Madrid đã phải đón nhận khá nhiều sự chia tay của cầu thủ. Theo đó, sau những cái tên được nói đến vài ngày vừa qua thì đến lượt hậu vệ Alvaro Odriozola cũng đang rục rịch muốn rời kèn trắng. Theo đó, nhân tố 27 tuổi được cho là đã chính thức thông báo nguyện vọng muốn chuyển đến Real Sociedad với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy vậy, vấn đề của thương vụ này là Sociedad muốn một thương vụ miễn phí nhưng Real Madrid lại muốn thu về một khoản tiền. Sau một mùa giải không như ý thì Paris Saint-Germain đang tính đến chuyện thay tướng để hướng đến những kết quả khả quan hơn. Theo đó, bên cạnh những cái tên được nói đến vài tuần qua thì cựu thuyền trưởng Julian Nagelsmann của Bayern Munich cũng đã bất ngờ lọt vào tầm ngắm của ông lớn nước Pháp. Được biết, đội chủ sân công viên các hoàng tử đã có những thảo luận nội bộ về chiến lược gia người Đức và bỏ ngỏ khả năng có tiếp xúc với huấn luyện viên 35 tuổi. Leicester đã chính thức rớt hạng và giờ là lúc bày cáo phải tìm cách tái cấu trúc đội bóng. Tuy vậy, trước khi nghĩ đến việc mang về bất kỳ một tân binh nào thì đội chủ sân King Power được cho là đang tăm tia cựu đội trưởng của Liverpool là Steven Gerrard cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Được biết, chiến lược gia người Anh hiện vẫn thất nghiệp và bỏ ngỏ các khả năng cho tương lai của mình. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu hết những thông tin đáng chú ý nhất về bóng đá thế giới trong 24 giờ qua. Một tuần mới lại bắt đầu và chắc chắn làng tung cầu sẽ chứng kiến các tin tức nóng hổi trong những ngày tới. Các bạn hãy nhớ cập nhật liên tục các chuyển động của những đội bóng tên tuổi
tại hệ thống kênh của bình luận viên Anh Quân. Còn giờ thì xin chào và chúc các bạn có một ngày vui vẻ và bình an.